dal momento che Padre Donato, mio segretario e io siamo arrivati all'aeroporto qui della vostra città, e noi siamo stati ricevuti con molta gioia. Từ cái giây phút đầu tiên mà khi tôi đặt chân đến nước Việt Nam cùng với cha thư ký của tôi, cho đến lúc này thì chúng tôi cảm thấy có rất là nhiều niềm vui vì được đón tiếp rất là trang trọng. E questo ci ha fatto tanto bene, mi sembra, Padre Donato, Có thể là cha Donato, có lẽ hình như là nó đang diễn ra rất là tốt phải không ạ? Nghe nói vậy. Siamo contenti anche di questo programma che avete preparato. Tôi rất là vui khi nhìn thấy cái chương trình mà các cha, các thầy, các sơ đã chuẩn bị. Ieri è stata un'esperienza meravigliosa che abbiamo fatto. Ngày hôm qua chúng tôi có một cái cảm nghiệm tuyệt vời khi chúng tôi thăm giáo phận. E oggi ancora penso che sarà ancora più bello. Và tôi tin rằng ngày hôm nay còn tuyệt vời hơn nữa. Sì. Noi vogliamo salutarvi tutti, cominciando dal vescovo amministratore della Arquidiocesi di Saigon. Tôi xin được kính chào tất cả mọi người ở đây, trước tiên là kính chào cho giám quản. Được cha giám quản. E tutti gli altri che sono stati salutati. Faccio così solo per non essere troppo lungo. Đức cha chủ tịch và tất cả mọi người đang hiện diện ở đây, vì tôi không muốn nói hết từng người một vì sợ nó quá dài. Xin lỗi. Naturalmente venendo di Roma, noi cardinali sempre abbiamo la missione di portare il saluto e la benedizione del Santo Padre Francesco. Dĩ nhiên là như một vị hùng y đến từ Roma thì tôi có nhiệm vụ, có sứ vụ là phải mang lời chào của Đức Thánh Cha đến tất cả các cha, các thầy, các sơ. Voglio anche ringraziare Padre John che si sacrifica un poco perché essere traduttore non è molto facile. Tôi cũng cảm ơn cha Toại đã nhận lời là thông dịch cho tôi. Làm thông dịch viên thì không phải đơn giản. Grazie. Noi siamo in un periodo nel mondo intero, nella Chiesa, in un periodo molto bello della vita consacrata. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà rất là tuyệt vời cho cái đời sống thánh hiến ở giáo hội chúng ta. E soprattutto sentiamo una gioia immensa dal 2015, quando il Papa ha voluto l'anno della vita consacrata. Và đặc biệt là với cái niềm vui lớn lao khi vào năm 2015 Đức Thánh Cha đã chọn là năm của đời sống thánh hiến. E lui voleva questo anno e voleva, diceva lui, perché oltre ad essere Papa, lui dice io sono anche un consacrato. Đức Thánh Cha chọn cái năm này ngoài việc là Ngài muốn đặc biệt nghĩ đến đời sống thánh hiến, dành cho đời sống thánh hiến, nhưng mà Ngài cũng nói là chính bản thân tôi cũng là một tu sĩ. Ecco. Nei cinque continenti noi viviamo situazioni diverse. Và khắp năm châu chúng ta, người tu sĩ của chúng ta sống cái văn hóa khác nhau. In alcuni posti la vita consacrata è un po' ferma, è un po' in difficoltà. Có một số nơi thì đời sống thánh hiến ở nơi đó có vẻ bị khựng lại, không có phát triển nhiều. In altri posti come qui tra voi è esuberante. Mà có những nơi khác thì là phát triển rất là nhanh, như là ở đây phát triển rất tốt. E ci sono i problemi, però c'è la bellezza della vita consacrata. Dĩ nhiên là luôn luôn có những vấn đề khó khăn của nó, nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng đời sống thánh hiến là đời sống rất là đẹp, rất tuyệt vời. Ecco, con questa parola, con questa parola consacrato, noi vogliamo capire molte cose. Với cái chữ thánh hiến, chúng ta muốn hiểu nhiều hơn trong cái ngôn từ này, cái từ này.
E tra i consacrati, prima di tutto ci sono quelli che dall'inizio della Chiesa, dal primo momento della Chiesa con gli Apostoli, erano chiamati l'Ordo Virginum, l'Ordine delle Vergini. Giữa những người sống đời sống thánh hiến mà chúng ta nhớ lại từ thời gian đầu của giáo hội sơ khai với các tông đồ, chúng ta đã có những người sống cái đời sống trinh thánh hiến trinh khiết khiết. C'erano persone, soprattutto donne, che non si sposavano e che vivevano molto vicino ai vescovi per servire la Chiesa. Có rất là nhiều người phụ nữ, người ta không có lập gia đình và sống rất là gần với các giám mục để giúp đỡ cho cái công việc mục vụ của các giám mục. Gesù stesso aveva un gruppetto così. Ngay cả Chúa Giêsu cũng có một nhóm như vậy. Così che le donne sono stati molto vicine a Gesù, non solo gli apostoli. Vì thế chúng ta phải nhớ rằng những người phụ nữ sống rất là gần với Chúa Giêsu chứ không phải là các tông đồ mà thôi. E vicino, insieme alle vergini, c'erano anche le vedove. Và ngoài các những người sống đồng trinh đó, thì còn có những người người quá phụ. Cioè, questo è il primo gruppo dei consacrati e delle consacrate. Đây là cái nhóm đầu tiên của những người sống đời sống thánh hiến. Dopo ci sono gli istituti secolari, Và sau đó có các tu hội đời. Che hanno avuto una forza abbastanza grande a partire dal Pio XII. Và có một cái sự phát triển rất là mạnh và từ cái thời Đức Thánh Cha Pio thứ 10. Pio XII, Đức Thánh Cha Pio thứ 12. Sì. Lui ha riconosciuto questa vocazione che lega insieme consacrazione e secolarità, le due cose insieme. Ngài công nhận, Ngài chuẩn nhận hai cái khía cạnh của cái đời sống thánh hiến này, đó là thánh hiến và sống đời sống sứ vụ ngoài đời. Sono molti molti istituti secolari nella Chiesa nel mondo intero. Và chúng ta biết rằng là có rất nhiều tu hội đời ở trong thế giới giáo hội chúng ta. Sì, il Papa Francesco ha chiamato questa vocazione una vocazione rivoluzionaria. Và đây là đối với Đức Thánh Cha Francisco, Ngài nói đây là một cái ơn gọi cách mạng, một cái cuộc cách mạng của ơn gọi. Essere consacrati a Dio e essere in mezzo al mondo. Vừa thánh hiến cho Chúa và vừa ở giữa thế gian, ở giữa mọi người. E una terza vocazione che noi vogliamo ricordare è quella dei monaci e delle monache. Và cái đời sống thánh hiến thứ ba, mà khía cạnh thứ ba mà chúng ta biết được, đó là cái đan viện. Insieme a loro noi ricordiamo. Đan viện và tu viện. Scusami. Vâng. Insieme a loro noi ricordiamo anche gli eremiti. Và chúng ta cũng với họ chúng ta cũng nhớ đến các vị ẩn tu nữa, có vị ẩn tu. Sì, questi sono scuole di spiritualità, di consacrazione molto antiche. Và đây là cái trường dạy đời sống thiêng liêng rất là cổ xưa của giáo hội chúng ta mà chúng ta có được. Secolo V, secolo IV già abbiamo di queste vocazioni. Từ thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ năm là chúng ta đã có những ơn gọi này. Hanno avuto un'influenza molto grande in tutta la storia della Chiesa. Và họ có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với cái lịch sử của giáo hội. Sì, dopo noi abbiamo ancora gli istituti in modo generale di vita consacrata, di vita attiva. Vita attiva. Questi di prima sono contemplativi. Và sau đó chúng ta có cái đời sống thánh hiến với chiều kích hoạt động tông đồ. Sì. E qui sono moltissimi. Và dĩ nhiên là cái đời sống này rất là nhiều. Possiamo ricordare Francesco. Như là Francisco, Thánh Francisco. San Domenico. Thánh Đa Minh. Dopo possiamo ricordare tutti gli ordini che sono venuti dopo. Và chúng ta biết là có các hội dòng tu thành lập sau này có rất là nhiều hơn thế nữa. Lui appartiene un ordine con Padre Donato e l'ordine dei Camilliani. Ông cha này ông thuộc về dòng Camillo, dòng phục vụ. Molto più recente, gần đây. Sì. E dopo
tanti, tanti, tanti veramente fondatori di istituti, di anche società di vita apostolica. Và dĩ nhiên là sau này còn có rất là nhiều cái hội dòng và tu đoàn tông đồ được thành lập càng về sau này. Ecco, e diciamo tutto questo mondo noi chiamiamo vita consacrata. Và tất cả cái thế giới này đó, cái tất cả trong thế giới này, tất cả những gì chúng ta vừa liệt kê ra đó là chúng ta gọi là tu sĩ đời sống thánh hiến. Qui in Vietnam noi sappiamo che voi siete 21.000. Thì ở Việt Nam tôi được biết rằng là các bạn có hơn 21.000 tu sĩ. In tutto il mondo sono più o meno 1 milione di consacrati. Và cả thế giới chúng ta có khoảng hơn 1 triệu người tu sĩ. È un bello esercito, eh? Như đây là một cái quân đội lớn vậy. Đội quân lớn. Si ha l'impressione, e questa è una constatazione anche nella storia della Chiesa, che quando le comunità diventano più mature, generano le persone consacrate. Có một cái cảm nghiệm rằng là khi một cộng đoàn, một cái giáo hội mà trưởng thành, thì càng trưởng thành thì càng có nhiều tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Ecco, questi, tutti questi nella Chiesa rappresentano i carismi. Và tất cả những điều này mình nói về giáo hội tu sĩ trong đời sống thánh hiến, mình cũng nói đến cái đoàn sủng. Cioè lo Spirito Santo manda alla Chiesa persone che hanno una luce particolare per aiutare la Chiesa a camminare. Chúa Thánh Thần gửi đến với rất là nhiều đấng sáng lập của chúng ta, tất cả các đấng sáng lập, cái ơn đặc biệt, cái ánh sáng đặc biệt để giúp giáo hội đi về phía trước trong cái hành trình đức tin. Questi luci, questi carismi vengono dall'alto, vengono dallo Spirito Santo. Và cái ánh sáng này dĩ nhiên, cái ánh sáng của đoàn sủng này dĩ nhiên đến từ Chúa Thánh Thần. I fondatori, le fondatrici ricevono questa luce da parte di Dio. Và dĩ nhiên các đấng sáng lập của chúng ta đón nhận cái ánh sáng này từ Thiên Chúa. E non sono carismi per vivere per se stessi, ma per vivere per la Chiesa. Và cái đoàn sủng này không phải để sống cho bản thân mình, cũng không phải sống cho riêng nhà dòng mình, mà đoàn sủng này được trao ban như món quà để sống cho giáo hội. E voi sapete che dagli anni 60, 62, 65 noi abbiamo avuto il Concilio Vaticano II in Roma. Vì các bạn cũng biết đó, còn nhớ là từ năm 60, 62 chúng ta có Cộng đồng Vaticano thứ hai. E questo concilio che ha radunato 2500 vescovi. Và trong cái Cộng đồng Vaticano II này chúng ta có hơn 2500 giám mục đã hiện diện. E ha parlato anche della vita consacrata. Và có nói về cái đời sống thánh hiến. E sono due documenti dove appare questo. Và trong đó có hai cái tài liệu quan trọng nói về vấn đề đời sống thánh hiến này một cách đặc biệt. Il primo è la Costituzione, è il documento sulla Chiesa. Đó là cái tài liệu đầu tiên là nó là tài liệu về giáo hội. Chiamata Lumen Gentium, luce dei popoli. Tài liệu Lumen Gentium, ánh sáng của thế gian. E in questo documento, che è molto importante, la Chiesa è chiamata popolo di Dio. Và trong cái tài liệu Lumen Gentium này, chúng ta thấy có một điểm rất quan trọng, nói rằng là nói về cái đoàn dân Chúa, tất cả dân Chúa. Ecco, e noi consacrati siamo visti come parte di questo popolo di Dio. Và dĩ nhiên người tu sĩ, người sống đời sống thánh hiến là một phần của dân Chúa. Allora bisogna sempre pensare la vita consacrata inserita nella comunità. Vì thế mình phải nhớ rằng đời sống thánh hiến là đời sống được đặt ở trong đời sống của giáo hội. Noi siamo parte della comunità, della Chiesa. Chúng ta là một phần của cộng đoàn, một phần của giáo hội. Anticamente si diceva di noi che siamo e dobbiamo vivere uno stato di perfezione. Và ngày thời xưa trước đó thì
chúng ta được dạy rằng cái đời sống thánh hiến là một đời sống hoàn hảo, phải sống hoàn hảo. Però sembrava che noi potevamo diventare perfetti, noi consacrati, e allora c'era la domanda: e quelli che sono sposati sono imperfetti? Vì thế nó có khuynh hướng là nghĩ rằng à, tất cả những người sống đời sống thánh hiến là những người hoàn hảo, vậy thì những người lập gia đình thì sao? Chẳng lẽ họ là những người không hoàn hảo à? Ma Dio non è lo stesso? Nhưng mà vậy Thiên Chúa đâu có làm như vậy. Allora abbiamo pensato che non era bene chiamare così solo stato di perfezione, ma tutti noi cercare di seguire Gesù. Mình không phải nghe, mình không thể nghĩ rằng cái bậc sống thánh hiến là bậc sống của sự hoàn hảo, mà tất cả chúng ta, người sống thánh hiến hay không, đều được mời gọi để đều đi theo Chúa Giêsu. Le vocazioni sono diverse nella chiesa. Và ơn gọi nó khác nhau trong giáo hội mình. Ma noi tutti facciamo lo stesso cammino del Vangelo per seguire Gesù. Và tất cả chúng ta đều được mời gọi đi theo một con đường duy nhất là đi theo Chúa Giêsu. E qui dobbiamo pensare a questo secondo documento per noi importante. Và vì thế chúng ta cần phải nhớ đến cái tài liệu thứ hai trong rất là quan trọng về đời sống thánh hiến. Che si chiama in latino Perfecte Caritatis. Và trong tiếng Latin là Perfecta Caritatis. Cioè la carità perfetta. Là cái đức mến hoàn hảo đó. Dịch. Cioè questo nome è bello, carità perfetta, allora sì. Sì. Đức mến hoàn hảo. Sì. Ecco. E lì ci sono alcune cose che il Concilio dice che noi consacrati dobbiamo fare oggi. Và trong đó có một số điểm mà nhắc nhở chúng ta, người sống đời sống thánh hiến hôm nay cần phải làm. Sono più o meno 12 cose lì, ma io non dico tutte, dico solo 3. Trong đó có tới 12 điều, 12 điểm mà tôi không dám nói hết ở đây, tôi chỉ nói đến vài điểm thôi. E il Concilio chiede di noi tre cose soprattutto. Và cái cộng đồng mời gọi chúng ta sống ba điều quan trọng nhất. Ecco, cercare di diventare discepoli di Gesù. Và tìm kiếm để trở nên người môn đệ thực thụ của Chúa Giêsu, cái là điểm thứ nhất. Allora noi entriamo nella vita consacrata come quelli che imparano da Gesù a vivere il Vangelo. Và chúng ta bước vào trong đời sống thánh hiến để học từ Chúa Giêsu và để thực hành cái tin mừng. E la parola di Gesù per noi è importantissima. Và thì thế lời Chúa Giêsu, lời của Ngài đối với chúng ta rất quan trọng. E Papa Francesco dice che la parola di Dio deve entrare nella nostra intelligenza. Ok, Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng là lời của Chúa phải được đi vào trong cái ý thức của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. Deve scendere nel nostro cuore. Và sau đó đi xuống với trái tim, tấm lòng của chúng ta. È una passione. Và với cái nhiệt huyết, cái sự nhiệt thành. E deve arrivare alle nostre mani. Và sau đó đi đến cái đôi tay của mình. Per agire come Gesù insegna. Để hành động như chính Chúa Giêsu hành động. Allora intelligenza, cuore e mani. Có nghĩa là trí tuệ, trái tim và đôi tay. Allora la parola entra in noi, noi la viviamo e la parola genera in noi quello che Gesù vuole che noi siamo. Vì thế lời của Chúa đi vào trong trái tim của chúng ta, đi vào tâm hồn của chúng ta và đi ra theo cách mà Chúa Giêsu muốn chúng ta sống như Ngài. Allora immaginate quanto è importante per noi la lettura, la meditazione della parola di Dio. Vì thế rất là quan trọng để chúng ta luôn luôn suy gẫm và cầu nguyện lời Chúa. Sì. Ecco. Questo è questo primo punto del discepolato è importante. Đây là cái điểm đầu tiên của đời sống người môn đệ Chúa rất là quan trọng mà chúng ta dopo phải nhớ. Le esperienze che noi facciamo della parola possiamo raccontare nella nostra comunità. Và sau khi mình sống cái kinh nghiệm lời Chúa, mình có thể chia sẻ cái lời Chúa đó qua cái cuộc sống cộng đoàn của chúng ta. E quando uno racconta le esperienze, racconta la sua vita. Khi một người kể lại cái kinh nghiệm của mình với người khác, người đó kể lại chính cái kinh nghiệm, cái câu chuyện của họ với Chúa. Essendo esperienze del Vangelo,
possono evangelizzare gli altri anche. Cái người mà cảm nghiệm được cái tin mừng và sống đời sống tin mừng cũng có thể loan báo tin mừng cho người khác. E Papa Benedetto e anche Papa Francesco ci dicono che l'evangelizzazione oggi non può essere più imposta. Và Đức Thánh Cha Benedetto cũng như Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng là cái sự loan báo tin mừng không thể là một cái loan báo theo kiểu áp đặt nữa. E nel passato si imponeva anche il battesimo a molte persone. Sì, ở trong quá khứ chúng ta nhớ rằng có rất là nhiều cái kiểu áp đặt cái đức tin, cái việc loan báo tin mừng và ngay cả việc là rửa tội một cách áp đặt. Oggi di modo particolare non si accetta più questo. Ngày hôm nay thì người ta không chấp nhận cái cách đó nữa. La nostra cultura è un po' contro l'imposizione. Cái văn hóa của chúng ta ngày hôm nay là phản lại cái sự áp đặt. Allora Papa Benedetto, Papa Francesco ci dicono che l'evangelizzazione si dà per attrazione. Đức Thánh Cha Benedetto và Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là cái sự loan báo tin mừng nó đến từ cái việc mình thu hút người khác. Io vivo e questo vivere genera una forza che attrae le persone. Tôi sống và cái cách sống của tôi thu hút cái người khác đến với tin mừng, đến với Chúa. Ecco, questo diciamo dopo diciamo ci sono tutti i sacramenti che ci aiutano, perché l'Eucaristia è il centro, possiamo guardare l'esempio di Maria. E tutti gli altri sacramenti ci aiutano, anche le preghiere, per diventare discepoli di Gesù. Và qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và qua việc chúng ta noi gương mẹ Maria, những điều này giúp chúng ta trở nên người môn đệ thực thụ của Chúa Giêsu. La seconda cosa del concilio che per noi è molto importante là cái điểm thứ hai trong cộng đồng mà đối với chúng ta rất là quan trọng. È che noi dobbiamo essere fedeli ai nostri fondatori. Đó là gì? Chúng ta cần phải trung tín, trung thành với cái đấng sáng lập của chúng ta, cái đoàn sủng của đấng sáng lập chúng ta. Ecco, quella luce che il fondatore o la fondatrice ha ricevuto di Dio e noi sentiamo che è nostra, noi la dobbiamo vivere. Vì cái đoàn sủng mà đấng sáng lập của chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa đó, chính chúng ta phải sống nó một cách trung thành. E quello diventa un dono per tutta la Chiesa. Và việc sống này trở nên cái món quà, cái ân sủng mà Chúa trao ban cho tất cả giáo hội. E è buono che nessuna delle nostre famiglie religiose esca dal suo carisma. Tốt hơn hết là không có ai trong gia đình tu dòng tu của chúng ta ra khỏi cái đoàn sủng này, đi ra ngoài khỏi cái đoàn sủng này. Perché noi abbiamo la grazia del nostro fondatore, della nostra fondatrice. Tại vì chúng ta nhận được cái ơn sủng từ các đấng sáng lập của mình. E questo è il secondo punto. Đây là cái điểm thứ hai. E il terzo punto è che noi dobbiamo essere attenti a conoscere e a cercare di capire, di illuminare la cultura attuale. Và cái điểm thứ ba mà đối với chúng ta rất quan trọng là chúng ta cần phải chú ý, tập trung và đối với cái chính văn hóa của mình. Cái nền văn hóa mà mình đang sống. Allora non solo guardare al passato. Không phải chỉ nhìn vào quá khứ của mình. Ecco, non solo tenere tutte le tradizioni delle nostre famiglie religiose del passato. Không phải chỉ giữ lại tất cả những truyền thống, những cái tập tục mà mình đã từng có trong quá khứ. Ma cercare di capire come Gesù farebbe oggi per poter portare il Vangelo alle persone. Mà chúng ta cần phải suy gẫm xem Chúa Giêsu sẽ làm gì trong cái thời đại này để đem tin mừng đến với thế gian, đến với mọi người. E qui noi dobbiamo essere molto capaci di camminare insieme con tutta la Chiesa. Và như thế chúng ta có thể cùng đi với nhau trên cái hành trình của giáo hội. Pensiamo che oggi siamo in un momento di cambio del tempo, sta cambiando un'epoca. Chúng ta phải nhớ rằng là trong thời đại này là cái thời đại đang thay đổi rất nhiều. C'è questa globalizzazione che è entrato. Đó là cái ví dụ, đây là cái thời đại của toàn cầu hóa.
C'è questa tecnologia che è entrata. Thời đại của công nghệ đã đi vào trong đời sống của chúng ta. Ci sono queste ideologie che vogliono anche escludere Dio. Và có nhiều cái ý tưởng là ngay cả loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của con người. Ecco, come noi cristiani ci situiamo dentro di questi problemi tutti e portiamo la luce del Vangelo. Và vì thế mình cần phải suy tư xem là tu sĩ của chúng ta sống như thế nào, nhận được đoàn sủng của Chúa và tiếp tục đem cái đoàn sủng đó trở nên món ân sủng của Chúa trong cái thời đại như thế. E più noi facciamo questo insieme aiuta di più. Và khi mà chúng ta cùng làm với nhau thì chúng ta sẽ giúp còn nhiều hơn nữa. Adesso per esempio c'è un problema che le comunità che sono diventate più ricche, più forti nel denaro, nel possedere le cose, alle volte sono le comunità che si sono più allontanate da Dio. Sì, ngày hôm nay có nhiều cộng đoàn nó càng ngày càng giàu, cộng đoàn tu sĩ càng ngày càng giàu, mà khi mà các cộng đoàn đó càng có nhiều tiền, càng giàu có thì họ càng xa Chúa. Per molti cristiani i soldi sono diventati più importanti di Dio. Và đối với nhiều người Kitô hữu ngày hôm nay đó, càng có nhiều tiền thì càng quan trọng hơn đối với Thiên Chúa. Tiền quan trọng hơn Thiên Chúa. E questo è un pericolo per noi. Đây là một cái nguy cơ rất lớn cho chúng ta. Ecco, bisogna proprio tener conto di questo passaggio e farlo bene. Và vì thế chúng ta cần ý thức được đây cái nguy cơ này để chúng ta làm tốt, chúng ta sống tốt. Ecco, quando abbiamo fatto l'anno della vita consacrata nel 2015. Khi chúng tôi bắt đầu năm đời sống thánh hiến vào năm 2015. Papa Francesco ci ha ricordato una frase del Vangelo che noi abbiamo tenuto per noi. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc với chúng tôi một cái câu trong phúc âm mà tôi cho rằng rất quan trọng trong cái năm này. E la frase è del Vangelo di Marco, capitolo secondo. Đây là cái đoạn của phúc âm Thánh Marco, chương thứ hai, câu 22. Versetto 22. Câu 22. Cito così, no? Yeah. Nessuno versa vino nuovo in odri vecchi. Không có ai bỏ rượu mới vào trong bình cũ. Altrimenti il vino spaccherà gli odri. Nếu làm như vậy thì rượu sẽ làm hư cả cái bình. E si perdono vino e odri. Và vì thế mình mất luôn cả rượu và mất luôn cả bình. Ma vino nuovo si mette in odri nuovi. Mà rượu mới phải được bỏ vào trong bình mới. Ecco. Chi è questo vino nuovo? Ai là cái rượu mới? Ngài đã câu hỏi. Chi sono questi odri nuovi? Và ai là những cái bình mới này? Ecco, noi abbiamo cercato in questo periodo di identificare alcuni di questi odri della vita consacrata che noi dobbiamo curare in modo speciale. Và chúng tôi đã khám phá, tìm ra một số cái bình mới mà chúng ta cần phải quan tâm, cần phải để ý tới trong đời sống thánh hiến của chúng ta. E dobbiamo come rivedere nella vita consacrata alcune cose perché la vita consacrata possa crescere di più. Và vì chúng ta cần phải nhìn lại trong đời sống thánh hiến của mình để hiểu được, và như thế cái đời sống thánh hiến của mình sẽ tiến triển tốt hơn. Ecco. Naturalmente qui noi dobbiamo sempre pensare a quei tre punti, no? Essere discepoli di Gesù, essere discepoli dei fondatori, dialogare con la cultura. Nhưng mà trong cái bối cảnh này chúng ta phải nhớ ba điểm quan trọng. Thứ nhất là môn đệ của Chúa Giêsu, trung tín với đoàn sủng của đấng sáng lập của mình, và kế tiếp là phải đối thoại với văn hóa mà mình đang sống. Allora il primo odre, il primo barile che dobbiamo curare bene nella vita consacrata è il campo della formazione. Vì thế cái bình mới mà tôi muốn nói ở đây cho cái đời sống thánh hiến của chúng ta đó là gì? Đó là cái khía cạnh của việc đào luyện. Ecco, come deve essere la formazione? Như thế nào là đào luyện, đào tạo?
la prima cosa che noi capiamo è che la formazione non può essere solo un momento, uno spazio determinato, per esempio postulato, postulantato, noviziato, giuniorato e così, no? Chúng ta phải nhớ rằng cái việc đào luyện, thời gian đào luyện không phải là cái thời gian giới hạn rõ ràng, có một cái giới hạn rõ ràng, ví dụ như là năm tập, năm tiền tập hay là năm khấn hay là năm giuniorato. Vai fuori. La parola viene fuori. Dopo il primo anno di noviziato, vero? Cioè, cái năm khấn dòng đó, năm khấn tạo. Secondo anno di noviziato. Cioè, sau khi tập chẳng hạn, nó không phải chỉ chia rẳng theo từng giai đoạn như vậy. Ecco, questo tempo è un tempo concentrato importante. Dĩ nhiên mình phải hiểu rằng đây là những thời gian đặc biệt để mình tập trung trong vấn đề đạo luyện. Però bisogna pensare che la formazione inizia nel grembo della madre. Nhưng mà mình cần phải nhớ rằng đạo luyện nó bắt đầu từ khi mình ở trong lòng mẹ. Nel modo come la madre si rapporta con il bambino dentro del suo seno. Theo cách mà người mẹ tương quan với đứa con trong bụng của mình, đó là bắt đầu cái tiến trình đạo luyện mình đã có rồi. Lì comincia la formazione. Và đó là bắt đầu cái tiến trình đạo luyện. E il modo come il bambino, la bambina si trovano già nell'utero è importante. Và trong cái giây phút mà đứa trẻ nó được nằm trong cái bào thai là cái thời gian đó là đã thời gian rất quan trọng rồi. La famiglia. Là gia đình. Dopo il periodo anche della scuola. Và cái thời gian được dạy trong trường, được học ở trường. Sì. Le influenze dei mezzi di comunicazione. Và những cái ảnh hưởng từ cái công nghệ chẳng hạn. E tutto questo ci va formando per il bene o per il male. Và tất cả những thứ này nó đào luyện nó chúng ta trở nên người tốt hay là người không tốt hay là chưa được tốt lắm. E la formazione è completa quando noi diamo l'ultimo sospiro. Và cái chương trình, cái thời gian đào luyện nó kết thúc khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Allora quando stiamo andando per il cimitero, lì siamo formati. Khi mà mình đi vào trong cái nghĩa địa đó, đất thánh đó, là lúc đó mình được đào tạo xong rồi. Ecco, questa è una maniera più dinamica di vedere la formazione. Đây là một cái cách rất là năng động, cái động năng mà để cho chúng ta thấy cái tiến trình đào luyện của mỗi con người chúng ta nó như thế nào. Per esempio, oggi il rapporto personale con Dio è centrale, è importante, no, nella spiritualità. Un esempio, no? Ví dụ như ngày hôm nay, cái tương quan của chúng ta với Chúa là điều rất quan trọng. Không chỉ tương... Ecco, ma se nella formazione non si cura anche la vita comunitaria, che è l'altro aspetto del Vangelo, nessuno può dire che ama Dio a chi non vede se non ama il fratello che vede, se non si cura la vita di fraternità c'è un problema. Nhưng mà ví dụ một người có tương quan rất là tốt với Chúa, nhưng mà trong đời sống cộng đoàn lại không có tương quan tốt với anh chị em mình, thì hình như nó có vấn đề ở đây rồi. Allora la postulante, la novizia, o diciamo da parte maschile anche, o la giuniorista, senti il Vangelo parlare di fraternità, la superiora, la fondatrice, il fondatore parlare di fraternità, però dopo nella comunità c'è una guerra. Ví dụ như là trong tin mừng nói về cái đời sống huynh đệ, cái tình huynh đệ. Rồi đối với đấng sáng lập cũng dạy chúng ta về sống tinh thần huynh đệ, nhưng mà khi chúng ta ở trong cộng đoàn chúng ta chiến tranh với nhau, chúng ta đấu đá nhau. Questo crea confusione e indebolisce la vocazione. Và đây là một cái mâu thuẫn và làm cho cái ơn gọi của chúng ta bị mất đi. Quando le più anziane dicono noi sappiamo tutto del nostro carisma, voi giovani non sapete nulla. Ví dụ như những người cao niên trong nhà dòng nói tôi biết hết tất cả về nhà dòng, về ơn gọi, còn mấy quý vị nhỏ xíu không biết gì hết. Questo fa male. Cái đây là cái điều mà nguy hiểm, rất là tệ.
le più anziane sono più esperienti. Dĩ nhiên người càng cao niên thì người càng có nhiều kinh nghiệm. Forse anche hanno camminato molto nella santità. Và có thể là họ đã đi qua cái hành trình của đức tin và sự nên thánh. Ma le giovani, i giovani portano la novità. Nhưng mà cái người trẻ thì mang cái điều mới, mang cái sự mới mẻ vào trong nhà dòng. E in loro c'è anche la generosità. Và họ cũng có cái sự rộng lượng về đời sống của họ. Sono vari aspetti della formazione che noi dobbiamo tener conto. Và vì thế đó có rất là nhiều khía cạnh của đời sống đạo luyện, trong cái tiến trình đạo luyện mà mình phải ý thức được, mình phải nhận ra. Ecco, la virtù più bella, diciamo, della vita consacrata oggi, che noi dobbiamo tener conto, la virtù più bella si chiama docibilità. Và cái nhân đức đẹp nhất trong đời sống thánh hiến của chúng ta mà chúng ta phải nhớ ngày hôm nay đó là gì? Là cái khả năng biến đổi, cái khả năng học hỏi. Non docilità, ma docibilità. Không phải docilità, nghĩa là không phải ngọt ngào, nhưng mà docibilità là khả năng biến đổi mình, khả năng đón nhận, khả năng mềm dẻo đó. Tiếng Việt khó tìm. Non è solo essere dolci. Không phải chỉ là ngọt ngào mà thôi. Ma è un lasciarsi lavorare. Nhưng mà để cho mình được làm việc, được đào tạo đó, được biến quando, đổi. Quando uno è un blocco di pietra duro e che non si lascia lavorare, non riesce a camminare nella formazione. Nếu như một người trở nên cứng như cục đá thì không có ai mà huấn luyện hay uống nắng người đó được nữa mà không có thể tiến lên trong cái đời sống thánh hiến được nữa. Questo mi pare molto importante. Và đối với tôi là đây là cái điểm rất quan trọng. L'immagine che può aiutare è questa. C'è il vasaio, no? Quello che fa i vasi, no? Sì. Cái hình ảnh mà đến với đầu của tôi lúc này đó là ví dụ như cái hình ảnh của cái bình sành đó, khi mình làm gốm đó, đó mình nặng cái bình. Lui lavora il fango, lavora quello elemento che lui ha in mano, no? Però questa, il vaso non si dà la forma da sé, è il vasaio che dà la forma a questo vaso. Cái người nặng gốm là cái người tạo nên cái hình ảnh của cái bình, chứ không phải cái bình là cái người quyết định. Nên cái người làm gốm mới là người uống nắng để cái bình nó được hình thành. Questo vasaio è Dio. Và cái người làm gốm này chính là Thiên Chúa. Questo vasaio è il Vangelo. Cái người làm gốm này cũng chính là tin mừng, là phúc âm. Questo vasaio è il fondatore e la fondatrice. Và cái người làm gốm này cũng có thể là đấng sáng lập của nhà dòng chúng ta. E noi dobbiamo essere questo vaso. Và chính chúng ta là cái gốm, cái bình để được uống, được nặng lên. Sì. Questo mi sembra importante anche per capire bene questo tutta una vita di discepolo. Il discepolo è uno che assorbe quello che il maestro insegna. Và đây là cái cuộc đời của người môn đệ. Người môn đệ là người mở ra để chính cái người thầy uống nắng mình, đón nhận tất cả những cái điều dạy từ thầy của mình. E una cosa molto importante oggi è la formazione per la vita comunitaria, la fratellanza. Và cái điểm quan trọng thứ hai trong cái đời sống thánh hiến ngày hôm nay đó là cái việc đào luyện để sống cộng đoàn, sống trong cộng đoàn. Ecco, sống trong tình hình đệ. Imparare a uscire di noi per poter essere nell'altro, per poter essere nell'altro. Vì thế mình cần phải học bước ra khỏi chính con người của mình để có thể ở bên cạnh chị em mình, anh em mình, ở bên để hiện diện với tha nhân, với C'era un gesuita che è morto molto giovane. Si chiama San Giovanni Berchmans. Sì, có một cái người dòng tên, tu sĩ dòng tên nói là tên là Berchmans. Ecco. Lui aveva già scoperto una cosa bella, perché lui diceva così: la mia penitenza massima, la maggior penitenza è la vita comune. Và ngài nói rằng là đối với tôi đó là cái việc đền tội lớn nhất mà tôi sống, mà cao cả nhất mà lớn nhất trong cái việc đền tội của tôi là sống đời sống cộng đoàn. Però non possiamo fermarci qui. Nhưng mà mình không cần phải dừng lại ở đó mà thôi. Perché l'altro può creare qualche difficoltà per me e mi fa cambiare, no? Sì, dĩ nhiên là cái người khác trong cộng đoàn của mình có thể làm cho mình rất là khó sống. Ma l'altro per me
è quello che mi dà la possibilità per trovare Dio. Nhưng mà chính cái người khác, chính tha nhân là người cho mình cái cơ hội để khám phá ra Thiên Chúa. Perché dico questo? Perché diciamo questo? Perché Dio è amore. Tại sao tôi phải nói điều này? Tại vì Thiên Chúa là tình yêu. Perché noi uomini e donne siamo chiamati ad essere immagine e somiglianza di Dio. Và chúng ta là người nam, người nữ là chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Allora, noi quando amiamo, noi siamo come Dio. Khi mà mình yêu thương nhau thì mình giống như Thiên Chúa. Il fratello, la sorella che è vicino a me mi dà la possibilità di amare. Và cái người anh em, người chị em trong nhà dòng là cho mình cái cơ hội để mình sống cái tình yêu này. Questa era un poco la crisi della vita eremitica, no? La vita eremitica è una vita di solitudine. Và đây là một cái khủng hoảng của đời sống ẩn sĩ chẳng hạn, vì ẩn sĩ là đời sống tách biệt, đời sống cô lập. E c'era San Basilio Magno che diceva così: come può un eremita provare che lui è umile? Thánh Basilio, San Basilio, sì. Thánh Basilio nói rằng là làm sao có cái come può provare che lui è umile? Làm sao mà một người có thể cảm nghiệm được cái đức khiêm nhường của mình? Lui non ha nessuno vicino a sé. Tại vì không có ai ở bên cạnh mình hết, làm sao mình cảm nghiệm được mình sống khiêm nhường thế nào? Lui è un eremita, un solo. Vì ngài sống một mình. Lui non può dire io sono umile. Vì thế ngài không thể nói rằng tôi là người sống khiêm nhường được. Per provare che è umile ha bisogno dell'altro. Phải hiểu được mình sống khiêm nhường, mình cần phải có người thứ hai bên cạnh. E questa pagina dell'umiltà è importantissima nel Vangelo. Vì thế cái trang này ở trong cái đức nhân đức khiêm nhường là rất là đặc biệt quan trọng ở trong phúc âm. Ancora San Basilio, lui dice così: come può un eremita lavare i piedi dell'altro? Va. Lavare i piedi dell'altro. Làm sao một người ẩn sĩ, Thánh Basilio cũng nói là bây giờ làm sao một người ẩn sĩ có thể rửa chân cho một người khác được? Ha solo i suoi piedi, non c'ha altri piedi. Ngài chỉ có chân của mình thôi, non có chân người khác đâu. Nên làm sao mà đi rửa chân cho người khác được? Allora noi abbiamo bisogno dell'altro. Vì thế mình cần người khác, mình cần tha nhân. L'altro crea il canale per trovare Dio perché possiamo amare. Và người tha nhân mở ra chúng ta một con đường để chúng ta có thể sống cái tình yêu đức mến. Ecco. E queste sono cose, diciamo, della formazione che oggi sono fondamentali. Và đây là những cái yếu tố quan trọng nền tảng trong cái đời sống, trong đạo việc đạo luyện, trong đời sống thánh hiến của chúng ta. Se una persona entra in una famiglia religiosa nostra e non trova un clima più profondo del clima della sua famiglia di sangue, non si sente felice. Ví dụ như một người bước vào trong nhà dòng cộng đoàn chúng ta, một trong cái gia đình cộng đoàn mà không có cảm thấy cái nơi đó là cái nơi mà mạnh hơn cái gia đình gốc của mình, thì dĩ nhiên là người đó sẽ không có hạnh phúc. Ecco, quando uno è con il muso molto lungo, no? Ví dụ như một người với một cái khuôn mặt mà lúc nào cũng dài ra rồi trè ra chẳng hạn. Qui pieno di rughe, no? Và trên trán thì cái mấy cái nếp nhăn cứ câu lại ở trong cộng đoàn. Questo crea paura. Làm cho cái người đó dĩ nhiên là làm cho mọi người sợ hãi. Ecco, bisogna andare verso l'altro, eh? Vì thế mình cần phải đi đến với tha nhân. Perché? Perché l'altro per noi è Gesù. Tutto quello che tu fai all'altro tu fai a Gesù. Bởi vì tha nhân chính là Chúa Giêsu, và qua tha nhân mình gặp gỡ Chúa Giêsu. Questo semplifica molto i rapporti. Và đây là nó làm cho chúng ta tạo ra cái tương quan rất là quan trọng. Il secondo otre. Abbiamo parlato del primo otre, adesso il secondo otre. Tôi nói về cái bình thứ nhất rồi. Bây giờ tôi nói đến cái bình thứ hai, bình mới thứ hai đó mình phải có đó. Siete molto stanchi? Các bạn có mệt không? Ngài hỏi vậy đó. Có mệt. Possiamo camminare un poco ancora? Có thể mình nói tiếp được không? Yes, sì. Secondo oltre, entriamo nel problema della obbedienza e dell'autorità. Cái bình thứ hai mà mình nói đến á, là chúng ta nói về cái khía cạnh vâng phục và quyền bính trong nhà dòng.
trong cộng đoàn. L'autorità l'ha voluta Gesù. Cái quyền bính và cái đến từ Chúa Giêsu. L'obbedienza l'ha voluto Gesù. Cái quyền bính và cũng như đức vâng phục là đến là đều cái khao khát của Chúa Giêsu, đều cái ý định của Thiên Chúa. E allora come si può essere autorità e come si può obbedire per essere come il Vangelo vuole? Ma bây giờ nói một cách khác nghĩa là vậy, làm sao mà vừa là sống cái quyền của bề trên và sống cái đức vâng phục như là cái tin mừng muốn nơi chúng ta, phúc âm muốn nơi chúng ta. Ecco. Prima di tutto, l'autorità e l'obbedienza solo è possibile fare se siamo nell'esperienza della fede. Và cái việc sống cái thực hành cái quyền bính trong cộng đoàn như là quyền bề trên và cái đức vâng phục chỉ có thể sống được nếu chúng ta sống với đức tin. E quando siamo nell'esperienza della fede, noi dobbiamo ricordarci che la prima cosa che il battesimo fa in noi è che ci fa figli di Dio e fratelli e sorelle tra di noi. Và vì khi với cái cảm nghiệm của đức tin chúng ta nhớ lại cái khi chúng ta được rửa tội đó, chịu phép rửa đó, là cái điều đầu tiên mình đón nhận là gì? Mình trở nên con của Chúa và anh em của nhau. Allora noi non possiamo fare una relazione così. L'autorità è qui sopra, è più degna, molto più grande, e quelli che obbediscono sono qui sotto. Vì thế mình không phải nhìn như vậy là bề trên, người có quyền là người quan trọng hơn, và những người phải vâng phục là người ở dưới, người thấp ở dưới. Questo non è del Vangelo. Đây không phải là phúc âm, đây không phải là tin mừng. Perché questo può generare dominazione dalla parte dell'autorità e può generare anche una difficoltà di obbedire nella parte di chi ha il dovere di obbedire. Cioè noi non siamo schiavi e padroni. Ở đây không phải là một người có quyền ha, mà một người giống như là cái người nô lệ phải lắng nghe cái người có quyền. Hoặc là nếu như mình thấy một cái bối cảnh mà người có quyền là người ở trên, người bề trên là người ở trên và người vâng phục là người ở dưới đó, nó tạo ra một cái xung đột lớn và nó không được. Noi siamo fratelli e sorelle dove c'è padre e madre e dove ci sono i figli, ma dove c'è la fratellanza. Allora quello che deve venire prima di tutto è la fraternità. Và cái điều đến đầu tiên hết đối với chúng ta là gì? Cái sự huynh đệ, cái tình huynh đệ. Và chúng ta ngang nhau. Dĩ nhiên trong cộng đoàn chúng ta có người cha, người mẹ, có những anh chị em như là một gia đình. Nhưng mà điều đầu tiên hết mà chúng ta phải nhớ đó là tình huynh đệ trong cộng đoàn. Ecco. Non c'è né democrazia né monarchia nella chiesa. Vì thế trong giáo hội chúng ta không phải chỉ có, không phải là dân chủ mà không phải là cái monarchia. Per la monarchia. Độc tôn. Il re indica il suo. Không phải dân chủ mà cũng không phải là quân chủ. Cái đời sống cộng đoàn của chúng ta không phải đi theo cái cách dân chủ mà cũng không phải đi theo cách quân chủ. Nella chiesa, diciamo, cos'è, diciamo, fuori della chiesa la democrazia che è una cosa buona, però cos'è? Se siamo un gruppo di 50 e 40 dicono qui è la verità, tutti scelgono quella decisione lì, ma può darsi che la verità non è lì. Sì. Ví dụ như là mình lấy ví dụ như là ở ngoài người ta sống theo kiểu dân chủ gì là có 40 người. 50 o 40. 40, 50, 30. Có 50 người chẳng hạn. La maggioranza. 50 người mà trong đó trong cộng đoàn chúng ta có 50 người mà 45 người nói là mình phải đi con đường này và 5 người nói về cái kiểu kia. Nhưng mà không có nghĩa là 45 người nói như thế này nghĩa là họ nói sự thật. Chưa chắc 45 cái số đông là đúng. Có thể cái số ít lại là đúng thì sao? E non è monarchia perché non viene per generazione l'autorità, no? Cũng không phải là quân chủ vì không phải là cái người này sinh ra người kia rồi tiếp nối cái quyền lực của mình. Không phải cha giao quyền cho con rồi cái tiếp nối như thế. Ecco, questo bisogna tenere molto presente. Cioè, la volontà di Dio non è solo nel superiore.
cái ý định của Thiên Chúa không phải chỉ là một cái quyết định đơn giản của bề trên mà thôi. E per esempio il superiore dice questa è volontà di Dio. Io l'accetto. Però se lui non dice quello che è di Dio, lui può sbagliare. Yeah. Nếu như tôi chẳng hạn như tôi là một bề trên mà tôi nói đây là cái ý Chúa, người kia có thể chấp nhận, nhưng mà cái ý Chúa nếu mà tôi không nói từ Chúa, tôi nói đây là ý Chúa nhưng mà tôi không nói từ cái cảm nghiệm của Chúa, từ Thiên Chúa, có thể tôi sai. Per esempio, noi abbiamo avuto alcuni superiori generali o superiori generali che sono rimasti 35 anni guidando una comunità. Ví dụ như tôi cũng biết được có nhiều bề trên cả ha, bề trên thượng cấp ha, là làm bề trên hơn 30 năm làm bề trên cả, bề trên tổng quyền chẳng hạn. Abbiamo avuto un caso in cui questa autorità, questa superiore generale ha fatto cambiare le costituzioni per morire generale. Và tôi cũng biết là có một cái người bề trên tổng quyền đó là thay đổi cả hiến chương của hội dòng để cho mình chết là bề trên tổng quyền. Questo non è volontà di Dio. Đây không phải là ý Chúa đâu nha. Nghe nói vậy. Questo è orgoglio, orgoglio religioso. Đây là cái sự kiêu ngạo trong đời sống thánh hiến. Questa superiore bisogna dimetterla. Và đây cái người bề trên này cần phải cho nghỉ hưu. Farla andare a scopare un po' in cucina. Làm cho cái người để cho cái vị đó phải đi làm bếp thì hay hơn. Dico così per esagerare. Tôi nói vậy để cho, sì, cho mọi người. Cioè, noi dobbiamo trovare questo modo, il Papa dice sinodale, cioè fare un cammino insieme per trovare la verità che è Gesù. Chúng ta theo ý của Đức Thánh Cha là mình cần phải đồng hành với nhau và cùng nhau khám phá ra ý Chúa. Però tutti noi dobbiamo contribuire. Tất cả chúng ta trong cộng đoàn cần phải đóng góp cho việc khám phá này. Perché lo Spirito Santo abita in ognuno di noi. Vì Đức Chúa Thánh Thần sống trong mỗi con người chúng ta, hiện diện trong mỗi con người chúng ta. Noi l'abbiamo ricevuto nel battesimo, noi l'abbiamo ricevuto nella cresima e per i sacerdoti, quelli che sono religiosi sacerdoti, anche nell'ordinazione. Sì, vì mình nhận Chúa Thánh Thần từ khi chúng ta chịu phép rửa, từ chịu phép thêm sức, và một số chúng ta từ khi được chịu chức linh mục chẳng hạn, mỗi người chúng ta đều nhận được Chúa Thánh Thần. Questo è un campo molto delicato, ma è un campo che noi dobbiamo lavorare molto. Đây là một cái khía cạnh rất là nhạy cảm, mà cũng trong khía cạnh này mình cần phải làm việc nhiều. Quando io parlo così, non è perché vedo che qui in Vietnam è così, eh? Tôi khi tôi nói điều này không phải tôi vì tôi thấy ở Việt Nam có cái chuyện này, không phải như vậy đâu. È perché noi lì nella congregazione vediamo molti casi così. Mà bởi vì tôi ở trong bộ của tôi thấy rất nhiều trường hợp như vậy ở trên thế giới. Allora, prima essere tutti fratelli veri, pronti a dare la vita uno per l'altro, e allora comandare e anche obbedire. Vì thế, trước tiên là chúng ta cần phải là anh em, chị em với nhau trong cộng đoàn. Và chúng ta cùng chia sẻ cái quyền bính đó, một người ra lệnh, người kia lắng nghe, người kia ra lệnh, người này lắng nghe, cùng lắng nghe và Perché la correzione fraterna è tanto difficile? Tại sao cái việc sửa dạy huynh đệ lại rất khó khăn ngày hôm nay? Perché per correggere un altro, per poter correggere una persona, non si può fare un giudizio. Bởi vì khi mà mình muốn sửa dạy huynh đệ, mình muốn chỉnh sửa anh em mình không phải làm theo kiểu là mình xét đoán người ta. Quando noi dobbiamo correggere qualcuno, la prima domanda che dobbiamo fare: sono pronto a dar la vita per lui? Mà trước khi mình muốn góp ý với anh em chị em mình phải đặt câu hỏi trước tiên với bản thân mình có sẵn sàng trao cái cuộc sống của mình cho người đó hay không? Cioè, sono pronto ad amarlo veramente? Tôi có sẵn sàng yêu thương người đó thật sự hay không? Allora io posso correggerlo. Và nếu như sẵn sàng thì mình mới có thể sửa dạy anh em chị em mình, góp ý với anh em mình. Passiamo al terzo otri. Và bây giờ mình bước sang cái bình mới thứ ba.
uomo donna consacrati. Đó là người nam và người nữ sống đời sống thánh hiến. L'umanità non è solo uomo, l'umanità non è solo donna. Và l'umanità è uomo e donna. Nhân loại con người không phải chỉ là đàn ông không hoặc là đàn bà không, mà cả nam và cả nữ. Dio ha creato l'uomo e la donna. Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ. E li ha creati alla sua immagine e somiglianza. Và họ, Thiên Chúa tạo dựng họ giống với hình ảnh của Ngài. Allora non possiamo noi nella vita consacrata pensare, per esempio, gli uomini pensare che le donne sono un pericolo per la loro vocazione. Vì thế nên ví dụ như mà cái người sống đời sống thánh hiến chẳng hạn, như người nam chẳng hạn, tu sĩ nam cũng không thể có thành kiến cho rằng cái người tu sĩ nữ là nguy hiểm cho ơn gọi của mình. O che le donne siano un pericolo per gli uomini. Và ngược lại, bên nữ thì cho rằng người bên nam thì là nguy hiểm cho ơn gọi của mình. E c'era un modo di parlare nel passato che era molto brutto in questo senso. Ở trong quá khứ, ngày xưa nó có một cách nói rất là không có hay về vấn đề này. Per essere celibatari, noi non possiamo uccidere in noi la nostra affettività. Uccidere la nostra affettività, gli affetti. Để có thể sống được đời sống độc thân, chúng ta không thể nào giết chết cái cảm xúc, cái cảm mến trong con người mình. Per essere consacrati, noi non possiamo uccidere in noi la sessualità. Và để có thể sống được đời sống độc thân khiết tịnh trong đời sống thánh hiến, mình cũng không thể nào hủy hoại cái đời sống tính dục, cái giới tính của mình. E bisogna integrare di più. Nhưng mà mình phải hội nhất tất cả những này thứ này trong con người của mình. Essere capaci di lavorare insieme. Mình phải có khả năng làm việc với nhau. Di pregare insieme. Phải cầu nguyện được với nhau. Di decidere insieme. Và phải quyết định được với nhau. Ecco, tutto questo perché così ci arricchiamo. Al contrario, noi non sappiamo più chi è l'altro. L'uomo non sa chi è la donna non sa chi è l'uomo. Và nếu như mình cứ sống theo kiểu mà mình sợ thì mình không còn hiểu được người kia. Mình không hiểu được cái không có thể thấu cảm được. Ecco, quello che non dobbiamo fare nella vita consacrata, soprattutto nelle comunità che hanno uomini e donne, è abitare insieme nella stessa casa. Questo no. Và điều này không thể xảy ra, đặc biệt là ở nơi nào mà trong có cộng đoàn tu sĩ nam nữ cùng sống chung với nhau. Mình cần phải nhớ đến cái điều này. Hoặc là ở nơi nào chúng ta có nam nữ tu sĩ cùng phục vụ với nhau, mình cũng phải nhớ. Ringraziamo Dio se c'è questa attrazione forte per l'altro sesso. È bello questo. Mình phải tạ ơn Chúa, ví dụ như mình có cái sự thu hút, mình có cái sự quyến rũ giữa người này với người kia, mình phải tạ ơn Chúa nữa chứ. E io già ho 70 anni, posso assicurarvi che questo non va via, questo rimane. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, tôi hứa với quý vị đó là cái cảm xúc này trong tôi nó cũng chưa bao giờ nó hết. Però possiamo aiutarci in tutti i campi, anche nella missione, in tutto, cioè essere più semplici. Bởi vì thế mình cần phải giúp đỡ lẫn nhau trong tất cả mọi cái hoàn cảnh của đời sống mục vụ, và mình cần phải sống một cách đơn sơ hơn. Avere uno sguardo trasparente. Mình cần phải có cái góc nhìn trong sáng. Saper dare un abbraccio, forse qui voi non abbracciate perché non è della cultura, no? Yeah. Ma dare un abbraccio, un bacio fa tanto bene. Mình có thể ôm lấy nhau, nắm lấy tay nhau. Dĩ nhiên là trong văn hóa của mình thì cái này nó hơi khó. Nhưng mà đối với tôi thì mình phải có can đảm làm cái điều đó một cách lành mạnh với nhau. Ma se il mio cuore è malizioso va tutto male. Non va bene. Nếu như mà mình cái tim của mình nó khép lại, nó cứng ngắc thì nó không có tốt. E bisogna semplificare. Nên mình phải đơn giản hóa những cái thứ này. Va bene. Ngài bắt đầu nghi ngờ rồi, không biết mọi người có ok không? Ok, so che sei. C'è un dubbio se sono. Va bene. Dopo ci sarà un poco di possibilità anche di
qualche domanda, eh? Dĩ nhiên sau này tôi muốn để cho quý vị có đặt câu hỏi với tôi nữa, tôi sắp sửa kết thúc rồi. L'ultimo punto và cái điểm cuối cùng, il quarto oltre, là cái bình thứ tư. Sono i soldi. Đó là tiền. Le proprietà. Tiền, cơ sở vật chất, tài sản. Sì. Oggi è alle volte più facile credere nel conto in banca che nella provvidenza di Dio. Và ngày hôm nay mình tin nhiều hơn vào trong cái tài khoản ngân hàng hơn là cái sự quan phòng của Thiên Chúa, hình như là như thế. La metà dei soldi del Banco del Vaticano, che sono molti, sono dei religiosi. Một nửa cái số tiền mà chứa trong nhà băng của Vatican là tiền của tu sĩ. Nên họ giàu ghê không? Mày nói vậy. Questo me l'ha detto il presidente della banca. Cái người nói với tôi cái điều này là ai? Là chủ tịch của ngân hàng ở trong Vatican nói với tôi. È un uomo che dice la verità, Và cái người đó nói sự thật đó nghe, chứ không phải người đó nói dối đâu. È un francese. Người đó là người Pháp. Ecco. Dobbiamo ripensare tutto questo nostro modo di usare i nostri beni. Mình cần phải suy nghĩ lại cái cách mà mình sử dụng cái tiền của trong nhà giàu mình. Non essere né capitalisti né comunisti né ecco marxisti. Mình đừng có sống theo kiểu không nên sống theo kiểu tư bản mà cũng không nên sống theo kiểu cộng sản. Adesso il Papa dice che due cose noi dobbiamo curare bene nell'economia. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng bây giờ mình phải quan tâm đặc biệt hai điều trong cái vấn đề sử dụng tài chính tiền của ở trong cộng đoàn tu sĩ. Prima di tutto organizzare la nostra economia con professionalità, lui dice. Và cái điểm đầu tiên là gì? Khi mình phải tổ chức cái cách sử dụng tiền bạc và của cải một cách chuyên nghiệp. Non fare così tutto spontaneamente o lasciare tutto nella mano di una persona. Đừng có làm theo kiểu tự động hay là đừng có làm theo kiểu là trao hết cho một người quản lý rồi anh muốn làm sao anh làm. Distinguere l'economo del superiore. Deve essere una persona diversa dal superiore. Và cần phải phân biệt cần phải phân chia rõ ràng, ý là bề trên và người quản lý phải khác nhau, không phải là một người nắm hết mọi sự. L'economia è una scienza, bisogna farla bene. Cái tài chính nó là một cái khoa học rõ ràng, mình cần phải làm tốt. E la seconda cosa, dice il Papa, è il Vangelo. Và cái điểm thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng gì? Đó là phúc âm. Cioè, noi dobbiamo vivere l'economia come cristiani, come discepoli di Gesù. Mình cần phải sử dụng tiền theo cái lời khuyên phúc âm, theo những gì phúc âm dạy mình. Ecco, questo adesso è uscito un documento della nostra congregazione per giustamente per la vita e la missione delle nostre comunità nella questione economica. Và vừa rồi cái bộ của chúng tôi mới làm ra một cái bản hướng dẫn cái chỉ dẫn để làm sao để sử dụng tiền của nơi cái nơi truyền giáo hay là nơi cộng đoàn tu sĩ vừa rồi. Ecco, vedete che ci sono alcuni punti in cui possiamo lavorare, vero? Và đây là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng có thể sống và làm việc dựa trên những điểm tôi gợi ý. Almeno che voi già vivete tutte queste cose molto molto bene, eh? Và tôi tin rằng có nhiều người, đa số chúng ta sống những cái điểm này rất tốt rồi. Ah, è il vino nuovo, questi sono gli otri, no? Đây là bốn cái bình mới đúng không? Ma il vino nuovo, qual è il vino nuovo? Vậy thì cái rượu mới là cái gì? Ma mi sembra che è chiaro, no? Mà có lẽ rất rõ đối với chúng ta rồi phải không ạ? Il vino nuovo è Gesù. Và rượu mới đây chính là Chúa Giêsu. Tutto questo per seguire Gesù. Tất cả những thứ này để chúng ta theo Chúa Giêsu mà thôi. Va bene così? Như vậy có được không ạ? Hãy hỏi.